Những ngày cuối năm, không khí tập luyện của các cầu thủ Hà Nội Buffaloes vẫn không khác bình thường là mấy. Đây là lần đầu tiên đội bóng rổ của thủ đô thi đấu tại nước ngoài trong dịp Tết và mỗi cầu thủ đều có những tâm tư khác nhau. Mình cũng chưa nói được gì nhiều và mình về vì thời gian đấy chưa đến, nhưng mà chắc chắn là nỗi nhớ nhà sẽ có trong đấy. Khác với Thành Đạt, đây là lần đầu tiên cầu thủ Trương Hoàng Trung phải xa nhà trong dịp này. Sự là rất là bỡ ngỡ vì đây là đầu tiên em không ở cùng với bố mẹ vào ngày 30 Tết. Thực sự là cũng hơi có một chút buồn, nhưng mà đây là công việc của mình nên là mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Còn Justin Young, cầu thủ đang chơi rất hay trong màu áo Hà Nội Buffaloes, anh vẫn tập luyện và giữ tác phong của một cầu thủ chuyên nghiệp. Khi còn ở Mỹ, tôi vẫn đón Tết cùng gia đình. Năm nay là cái Tết đầu tiên xa nhà. Đó là một trải nghiệm mới, nhưng tôi vẫn phải tập trung thi đấu để giành kết quả tốt nhất. Tôi nghĩ đó là món quà ý nghĩa nhất dành tặng người hâm mộ trong dịp Tết năm nay. Mỗi một người đều có những suy nghĩ khác nhau, nhưng chắc chắn điều đó sẽ phải gạt sang một bên để tập trung cho các trận đấu của giải bóng rổ Thái Lan Basketball Super League 2017, giải đấu mà Hà Nội Buffaloes đặt rất nhiều kỳ vọng.